Về được lô vợt thân carbon anh em nhé, anh em ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà cái dòng này á, anh em cứ mua chắc chắn là sẽ hài lòng thôi. Chắc chắn một điều là sẽ hài lòng. Thân của nó là thân carbon đấy, thân carbon và phần vợt cán thì sẽ được làm bằng bằng nhôm. Trọng lượng của nó có một lạng thôi. Hàng này thì nó là hàng của nội địa Nhật. À sorry anh em, sorry nhá. Hàng này nó là hàng nội địa Trung Quốc. Đấy, nó chỉ phục vụ cho bên Trung Quốc thôi, nó không ra ngoài đâu, nhưng mà không hiểu một cái lý do gì đó mà nó được về Việt Nam. Đấy thì anh em cứ tra một cái thương hiệu Wick như này này. Đấy. Là anh em biết chất lượng. Còn thân cán của nó là được làm bằng thân carbon. Đấy, có sự đàn hồi tốt và những cái đầu khớp như này này. Nó không có bị nó không phải là dòng khớp nối nên là nó rất là bền bỉ ngay, như lát nữa em sẽ test cho anh em mình. Đó, test cho các bác luôn. Quy clip như này. Đấy, lưới của nó thì nó sẽ căng sẵn cho anh chị em mình, nó là 9 kg rồi. Nên là các bác đánh cầu lông thì rất là xịn sò, chiều đến mình có thể rủ người thân nhà mình đánh khoảng tầm 30 đi 40 phút là nó sẽ giải tỏa được cái năng lượng cái ấy cho anh em mình. Đấy, đây là phần tay cán này, phần khớp của nó này. Đó, ok. Thân carbon anh em nhé, thân carbon. Đấy, khớp nối, không bị khớp nối. Đó, rồi ok nhé mọi người. À, cái mẫu vợt phổ thông trên thị trường như này, thì cái mẫu vợt như này nó có những cái khớp nối như này. Đấy, kể cả anh em có vụt mạnh một phát nhá, hoặc là vụt vào đâu đó nó sẽ bị cong cái đầu này luôn. Nhưng mà con này á, nó là dòng liền khối như này. Đấy, và có sự đàn hồi tốt lắm. Đấy, thì bây giờ em sẽ test thử luôn cho anh em mình cái mẫu này nhá. Em đặt lên đây cho anh em mình coi nhá. Cái này thì test thì không khuyến khích mọi người test đâu. Đấy, vợt là để đánh chứ không phải để dẫm đạp lên nhá. Nhưng mà đây em test luôn cho anh em mình. Đấy. Nó có sự đàn hồi rất là tốt. Nó không có bị cong luôn. Thí dụ như này, em thả ra này, đấy tưng lên luôn. Còn cái loại này, còn cái loại thông thường này có khớp nối như này. Đó, đây. Dẫm một phát này. Cong chưa? Cong luôn anh em. Đấy, cong như một cây cây trao dầu luôn. Đấy, cong luôn nha các bác nhá. Đó, chứ còn cái loại này anh em dùng cho em tha hồ luôn. Đấy. Tha hồ luôn. Đó, phẳng lì luôn. Được cái nó là thân của nó là thân carbon, hàng rất là ok để anh em xài. Giá nó cực rẻ. Cái này nó cực nhẹ anh em nhá, nó có một lạng thôi nên là cái độ khả năng cầm nắm nó đánh không biết mỏi tay luôn các bác nhá. Rồi mình có thể vợt đằng trước, vợt đằng sau như vậy. Đấy, vợt đằng trước, vợt đằng sau như này. Rồi, rất nhẹ. Em báo giá luôn cho anh em mình cái dòng vợt như này để anh em mình có thể về mình thể dục thể thao chiều đến. Giá cho một cây, một chiếc là 160k anh em nhé, 160k. Anh chị nào lấy hai chiếc, cả cặp đấy, hai chiếc, giá của nó là 320k, hỗ trợ anh em phí ship luôn nhá. Lấy hai chiếc sẽ bao ship cho các bác đến tận nhà. Đấy là dòng vợt thân carbon. Trên này thì nó có ghi là Passion này, Spat này, Speed gì, Speed gì đó. Đấy, thân carbon anh chị nhá. Hàng bao tốt luôn. Còn tiếp theo em lên cho anh em những cái con quạt quạt lửng. Đấy, dòng quạt cao ấy chứ mọi người ạ. Chứ nó cũng có thể đưa cao hết cỡ lên được này mọi người này. Con này cao hết cỡ là được 1m1. 1m1 anh chị ạ. Thì dòng này nó là dòng quạt Nhật, hai thùng, hàng mới nguyên, đời cao luôn anh chị ạ. Đường kính của nó là 35 cm, cao maximum lên là được 1m1 nhá. Con này rất là xịn sò, có một tay điều khiển và cảm ứng mặt cảm ứng luôn, 32 cấp độ gió, hàng hai thùng. Đấy, hai thùng của nó đây. Thương hiệu của nó là thương hiệu Sensi. Đó, đây là cái vỏ thùng của nó. Và bên vỏ thùng bên trong này. Đấy, hàng mới 100% anh chị nhá. Đấy, hàng mới 100%, hàng của nội địa Nhật. Hàng của nội địa Nhật. Mẫu này thì cực kỳ là xịn sò, nó có 8 cánh anh chị nhá. Có 8 cánh, tốc độ gió của nó cực kỳ là êm.
không ngồi nào, 3 cấp 3 chế độ. Đấy, màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng và kèm theo một cái đầu mót đây. Hay hơn nữa là nó sẽ sử dụng được điện là từ 100 V cho đến điện 220 V, tức là dạng auto volt. Cánh của nó là cánh lồng thép nhá. Sử dụng lồng của nó là lồng thép và cánh là cánh nhựa có hai dải cánh như vậy. Đấy, hai dải cánh anh em nhìn này. Dải cánh trong và dải cánh ngoài. Đó, và cánh của nó là dòng cánh nhựa nhá. Cái này thì nó được làm bằng cái gì mạ chrome nhìn rất là sang, sáng bóng. Đó, nó như vậy. Bây giờ em sẽ cắm ghim điện vô cho anh em mình nhé. Anh em dùng cái mẫu này là cực kỳ là chắc chắn. Trọng lượng của nó là nguyên thân quạt của nó là hơn 4 kg. Đấy, nguyên cái quạt này nó là hơn 4 kg, thì nó cũng có ghi thông số các thứ ở đây hết cho anh em mình xem đây. Đây ạ. Đấy. Nguyên quạt là 4 cân 2 và tổng cả thùng của nó ghi ở đây tất tần tật đây là 5 cân 4. Của nó mới 100% nên là anh em chỉ việc cắm vô điện thôi. Điện nào cũng chơi hết được nhá, chân là chân dẹt. Đấy. Khi mà bật nguồn lên, cắm điện vô thì anh em bật nguồn ở đây hoặc qua một cái đầu mót ở đây này, đầu mót ở đây. Anh em có thể tắt bật ở đây và sẽ tăng chế độ quạt ở đây. Hoặc mình có thể tăng ở đây nhá. Đấy. Tổng của nó là 32 cấp độ gió và mình có thể thay đổi tốc độ cái chế độ gió này. Đấy, chế độ gió về ban đêm này. Chế độ gió thông thường cánh lớn này. Chế độ gió thông thường cánh nhỏ này. Đấy, và túc năng này. Đấy, đầy đủ hẹn giờ. Hẹn giờ thì nó sẽ có hẹn 8 giờ. Đấy, 8 giờ. Tức là từ 1 đến 8 giờ. Hàng cực kỳ là xịn. Rất là chắc chắn nha anh chị nha. Đấy, thì mình sẽ sử dụng một cái con đầu mót ở đây. Quay túc năng. Cái dòng quạt Nhật thì ưu điểm của nó là bền bỉ, êm đềm và lượng gió cho ra được rất là đượm nhá. Rất đượm. Đấy, các bác dùng một con như này đặt trong gia đình thì cực kỳ là sang trọng. Đó. Khi mà anh em nhận hàng được cầm nắm trên tay, sờ trên tay được cái mẫu như này mới cảm nhận được cái độ chắc chắn của nó nhá. Ở đây thì có một số cái thông tin cho anh em mình coi luôn. Ở đây thì nó sẽ chạy điện 100 đến 220 V, tần suất 50/60 Hz và nó sẽ chạy từ 2W cho đến 30W. Đấy, tức là cái công suất của nó là 30W. Đấy. Đây, 30W, maximum là 30W anh chị nhá. Và hàng này nó là hàng từ nội địa Nhật, chất nhựa của nó đây. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, mình sẽ chỉ cần nâng này lên, ấn này là nâng lên được rồi. Đấy, và mình chỉ cần ấn xuống thì cứ hạ xuống là xong. Rất chắc chắn cho một cái mẫu quạt Nhật như này. Và nó là hàng mới 100%. Mới 100% luôn. Rồi, em sẽ đo kích thước tổng thể để anh em hình dung ra nhá. Đó, đượm gió rất là mát. Đấy, đường kính lồng của nó là được 40 phân. Đấy, được 40 phân và được đường kính cánh của nó là 35 phân anh chị nhá. Như nó cũng có thông số trên vỏ thùng bìa. Và chiều cao tổng thể của nó là được 88 phân. Và đưa cao hết cỡ lên được mà 1m1 nhá anh em nhá. 1m1. Đấy, đây là một cái mẫu quạt cực kỳ là xịn sò, đứng rất xa như vậy. Đấy, vẫn đượm gió, vẫn cứ là đượm gió anh chị nhá. Đó, thì các bác nào có nhu cầu về cái mẫu quạt như này thì có thể tham khảo thêm. Giá cho một bộ như này nó là 2.500.000 đồng một con. 2.500.000 đồng một con quạt 9 cánh nha. Màn hình cảm ứng nha mọi người. Xài điện auto volt. Đây là hẹn giờ, nó có tiếng tinh 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 này. Cực xịn luôn, cảm ứng cực nhạy nhá. Cảm ứng cực nhạy luôn. Cái tem này về thì các bác về dán vào nhá.
cái tem này nó bên ngoài nó chưa có hề dán luôn. Đây, nó như cái mẫu bình thường như này thì nó sẽ cung cấp cho anh em một cái tem mới tinh. Đấy, về các bác bóc vô và dán như vậy cho em. Đấy, mới 100% luôn. Ngay từ những cái khớp nối của ở cái phần quạt này nó là từ những cái khớp điện luôn ấy, chứ không phải là cứ thế là đặt vào đâu. Theo lên cho anh em một cái sản phẩm này cực kỳ là xịn sò, dòng máy massage Hi 5. Đó, dành cho các bác nào mà đau xương rồi đau nhức nhối rồi làm mệt mỏi thì mình tối mình về mình thư giãn bằng đấm bóp bằng cái dòng máy massage xịn nhỉ. Đây, cái dòng thường ấy thì không tính tiền rồi, lên cho anh em con xịn đi. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu Hi 5, thì dòng này Hi 5, anh em cứ tìm hiểu cái thương hiệu Hi 5 này, Hi 5 USA này, Hi 5 UK này, lúc cái gì đó đấy, rất nhiều. Đó, con này này Germany này, nhưng nó đặt công xưởng tại Make in China anh em nhé, và xuất sang đủ nước, xuất sang đủ nước. Đây là có những mã quét QR này đấy, thì thông tin ở bên ngoài nó là như vậy. Và cũng có cái mà nó hết pin ấy, thì đến nơi ấy, là em chưa kịp sạc được ấy, thì anh em cứ cắm sạc bình thường, em bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn nhá, bảo hành cho anh em mà 3 tháng luôn. Về động cơ, về động cơ mở ra nhỉ, thì anh em mình thấy này, có một cái túi nhung rất là xịn sò này. Đấy, túi nhung nhá, nhung đen xịn lắm. Mình bỏ vô đây đấy mọi người nhá, xong rồi mình sẽ thít vào như này đó, rất là hay. Hoặc anh em dùng vào cái gì thì dùng, không thì mình cứ đặt ở trong cái hộp này thôi. Đấy, giấy này, đây là cái tờ hướng dẫn của nó này, sách giới thiệu này, đấy, chữ USA này. Và dòng này thì em thấy nó như là của dành cho phi hành gia rồi, phi hành gia rồi. Đấy, trong này ấy, thì sẽ có những cái đầu như là đầu đấm tròn này, đầu đấm dẹt này, thân máy này. Đây, chờ em chút. Thân máy thì nó sẽ có một cái đai như này. Đai này anh em đưa vô đây trong này cho em nhá. Đưa vô trong này cho em. Đấy, đầu này thì anh em Hi 5 này, đầu này anh em dùng cảm ứng nhá. Hết pin, anh em cắm sạc tai si vào luôn này, cắm sạc tai si USB này. Thì nó sẽ bao gồm cho anh chị em mình là một cái đầu đấm dẹt như này, đầu cực khít luôn, không bao giờ bị bong. Trong có giải một cái giải đèn led đổi màu theo cấp độ. Đầu đấm của nó, đầu đấm có đầu cao su luôn nhá, chứ không phải đầu đấm nhựa như cái dòng thông thường. Đấy, hàng xịn thì nó phải khác nhá. Tiếp theo là nó có một đầu đấm tròn, đấy, cao su luôn này. Cao su. Ở đây thì nó hơi bụi bụi một chút này. Đấy, cao su nhá, không phải là đầu nhựa đâu. Hàng cực xịn luôn. Tiếp theo là một cái đầu đấm tròn như này thì nó to chắc hơn bằng một ngón tay cái, ngón chân cái của anh em đây này. Đấy, chứ không nhỏ đâu. Và đầu đấm sống cổ, vai lưng đấy, vai lưng anh em có thể dùng cái này đấm. Đấy, đấy là một vài cái chi tiết của nó. Đấy, thì mọi người cứ đưa vào cho em, đa phần anh em dùng cái đầu đấm này. Và cái cách dùng nhá mọi người, sạc ở đây này. Đấy, và giữ lì cái nút nguồn này cho em, nó là nút cảm ứng nhá, giữ lì. Đấy, sau khi giữ lì thì nó sẽ có báo phần trăm pin. Để em tắt này đi nhá. Báo phần trăm pin là bốn vạch như này, và có một cái đèn báo ở đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy, bình thường ở ngoài nó không có nháy đâu, nhưng mà trong camera thì nó thấy nó có nháy lên đấy, nhưng mà ở ngoài nó không có nháy. Tiếp theo này, anh em muốn nó hoạt động thì các bác ấn cho em cái này này, nút cảm ứng ở đây. Đấy, là số 1 đồng nghĩa với tốc độ số 1 và lên cái màu cam như này. Đấy, số 1 em cho anh em mình xem luôn nhá. Đấy, và cầm nắm rất là dễ dàng như này. Đấy, và ấn mạnh thì nó lại mạnh hơn, nó là cảm ứng lực. Ví dụ như anh em đấm tay nhẹ nhẹ như này thì nó sẽ rung đều như này. Các bác nào ít xưa thịt ấy, đấy, các bác lớn tuổi ít thịt rồi thì có thể đấm nhẹ nhẹ như này, hoặc anh em nào nhiều thịt ấy thì đưa mạnh vào thì nó sẽ rung âm hơn.
rung âm hơn nhá. Cấp độ 2 thì sẽ là mạnh hơn và thay đổi màu. Đấy, mạnh hơn rất là nhiều đây. Đấm là lõm bìa luôn. Cấp độ 3 này cảm ứng hết nha mọi người nhá, cứ ấn nhẹ nhàng thôi, không cần ấn mạnh. Cấp độ 3 lên màu cam, cấp độ 4 lên màu xanh và cấp độ 5 lên màu cam hồng như này, màu hồng như này. Và cấp độ cuối cùng lên màu tím là cấp độ auto. Đấy, đấm auto nhá. Ví dụ như này. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ chạy lên dần lên dần lên dần. Đấy, như kiểu anh em rú ga hoặc công nông lên dốc ấy. Đấy, mà mình không xài nữa thì mình cứ giữ lì thôi bằng cái nút cảm ứng ở đây nhá, không phải nút cơ. Hàng này bao xịn cho anh chị em mình về xài. Đó, nếu có những con nào mà nó hết pin thì anh chị em về sạc pin cho em nhá. Có vấn đề cứ báo em Thành. Con này công suất của nó là maximum là 70W. Và dòng pin của nó là 2000 mAh. Đấy, 2000 mAh. Đây là những cái tiêu chuẩn thương hiệu HIN5, nó khá là nổi tiếng rồi. Anh em không chưa biết về thương hiệu này thì có thể lên mạng để mình tham khảo thêm. Và một bộ như này, một bộ như này em Thanh đang gửi đến cho anh chị em với mức giá là 700.000 đồng. Đó, em sẽ ghi vào đây cho anh chị mình thấy luôn nhá, 700k một bộ, hàng xịn sò. Các bác có thể về mua tặng người thân, bố mẹ, gia đình, rồi là các người thân nhà mình, thì báo em Thanh nhá. Bộ này là 700k, em bao ship tận nhà cho các bác, bảo hành cho anh chị em mình 3 tháng về động cơ. Đấy, về động cơ. Đấy, hàng bao ngon, chưa qua sử dụng. Rồi, các bác nào lấy thì báo em nhá. Đây này, một số cái tiêu chuẩn, tiêu chí, các thứ ở đây hết. Đó. Rồi, 700k anh em ạ. Và đây là em còn rất nhiều những cái dòng khay nhôm của Singapore anh em nhé. Một cặp khay nhôm như này em chỉ gửi đến cho anh em giá coi như là giá đồng nát luôn anh em ạ. Và giá ve chai luôn. Và thương hiệu của nó là đến từ thương hiệu của nó là Banmekit. Banmekit gì đó. Đấy, Banmekit Singapore. Anh em nhá, một cặp của nó như này này, một cặp của nó như vậy. Đấy. Nhôm này nó là nhôm nguyên khối, cặp này nó có quai kiếp đàng hoàng này anh em nhé. Đấy, bằng mặt đằng sau như này. Mặt đằng sau như này thì nó có chữ này, Bumchanko CO này. Bumchanko CO Banmekit. Banmekit luôn. Đó. Thì cái này bữa trước của nó là 85.000 cơ, nhưng mà em Thanh chắc gửi đến cho anh em giá chỉ có 70.000 một cặp thôi. Đấy, siêu ngon, siêu xịn nhỉ. Marabai BC4 FTL này. Đấy. Rồi, cái này về các bác về làm khay đá, đựng đá này. Rồi anh chị mình có thể đựng đồ ăn, đựng đồ linh kiện. Đấy, xịn sò luôn. Một cặp như này. Giá chỉ có 70.000 đồng thôi nhá. 70.000 đồng một cả một cặp 2 chiếc. Đấy, 70k. Theo một sản phẩm nữa. Đấy, cho các bác nào hay đo đạc về nhà. Con này nó là con thước thước đo hàng của Nhật về mới nguyên hộp anh em nhé, mới nguyên hộp. Và nó có chiều dài là 5m thôi. Bản của nó là 25mm anh em ạ. Bản của nó là 25mm. Con này thì bao chất. Cái này thì em cũng không biết là bằng gang hay là bằng cái gì ấy. Đấy, nhìn rất là xịn sò như này. Nó gần như kiểu là dạng đồng đồng á. Đấy mọi người ạ. Đây thì Japan Tupper 5m này. Bản là 25mm này. Đấy. Mình kéo ra mình nhìn thấy được luôn này. Đấy, và cái phần này nó là cái phần phần thông số của nó này. Đấy, phần thông số của nó này. Vào êm đềm luôn. Đấy, vào rất là chắc nhá. Rồi. Và kéo ra thì đâu đó chắc khoảng tầm 2m3. 2m3 thì nó mới gục. Nó mới gục được. Đấy. Anh em kéo ra. Kéo vô. Rất trơn tru như này. Giá cho một cái
cái này có cả cái quặc như này này mọi người, cả một cái quặc này luôn. Giá cho một cái thước thước 5 mét như này, thước Nhật nha mọi người nha, thước Nhật 5 mét màu này, có một loại này, em có một loại này thôi, giá là 250.000 một cái nhá. Đấy, các bác về siêu tầm đó, chứ còn thông thường một cái thước thì chắc khoảng 50-60 cái thước thông thường, nhưng mà nó cũng chỉ dùng được một vài bữa thôi. Cái loại này Nhật này thì anh em yên tâm xài, hoặc các bác cũng có thể trải nghiệm thử. Đấy, cũng như là siêu tầm. Rồi, thước 250k, các bác nào có nhu cầu báo em Thanh. Rồi, tiếp theo thì em có một vài mã về thiết bị về nhà vệ sinh. Anh chị nào mà đang có nhu cầu về cần sản phẩm nào thì có thể tham khảo qua một số mẫu ở đây để mình có thể thay thế, lắp đặt, lắp mới. Đó, thì anh em nhìn những cái mẫu ở đây rất là xịn nhá. Em sẽ là gửi đến cho anh em những cái dòng sản phẩm nó chất lượng. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra, ưng ý mình nhận hàng, không ưng ý trả về. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Thì em lên sản phẩm đầu tiên cho cái dòng thiết bị về nhà vệ sinh á, thì em lên cái mẫu này, nó là cái dòng mẫu vòi sen massage tăng áp. Đấy, vòi sen massage tăng áp có chế độ on off ở đây. Và trên này thì nó sẽ có một cái đầu massage. Đấy, massage thì anh em có thể kỳ lưng rồi là kỳ cơ thể cho massage cho nó thư giãn cái phần da nhà mình, da của mình. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái tia bên ngoài và tia bên trong, có 3 chế độ anh em điều chỉnh ở đây này. Đấy, điều chỉnh ở đây này. Đấy, và hàng của nó chất lượng cực kỳ luôn, anh em sờ nắm trên tay rồi thì các bác mới cảm nhận được ngay từ những cái phần dây. Đấy, dây này là dây chống rối và chịu nóng chịu lạnh thoải mái luôn cho anh em nhá. Và nó không có bị xô xước sát thì như những cái dòng dây thông thường. Đấy, chịu nóng chịu nhiệt rất là tốt cho cái dòng dây này. Đấy, và nó không bị rối đâu nhá anh em nhá, không bị rối. Đây, ngay như cái phần đầu ấy này, phần đầu để anh em xoáy vào cái củ sen này, nó cũng được làm bằng đồng luôn nhá. Đấy, cũng được làm bằng đồng thau luôn. Đấy, được làm bằng đồng luôn anh em nhá. Ngoài ra thì cái này nó có thêm một cái lõi lọc ở đây này, có thêm một cái lõi lọc để ở đây để nó có thể là lọc được cái phần nước bẩn nhá, phần nước bẩn. Đấy, đôi khi là nước cặn trên bồn xuống nó sẽ lọc qua đây thì anh em tắm được nó là cái nước sạch. Đấy, và trên thân như này thì nó sẽ được làm bằng đờ co thêm một cái đường mạ chrome. Đấy, chất nhựa ABS, mọi người nhìn không có tí diềm rúa nào, không tí một cái tí move nào. Đấy, thì anh chị nào mà lấy con này thì giá cho một tay sen như này chỉ có 180.000 thôi, kèm theo đế luôn nhé. Đấy, kèm theo đế cho các bác đựng luôn, bắt vô vào tường. Đấy, rất xịn. Rồi, ok cho mọi người, cái này anh em nào lấy thì giá là 180.000 đồng. Đấy, em báo giá công khai luôn cho anh chị nhá. Anh em nào cảm thấy hợp nhãn ưng thì mình có thể đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra đúng như trên video, hoặc anh em ưng ý thì nhận hàng. Đấy, nó đơn giản như thế, như vậy nhá mọi người. Tiếp theo là một cái dòng vòi xịt vệ sinh. Em có một cái dòng, đó là cái bộ sen, nó bao gồm cho anh chị em là một củ sen và một bát sen. Đấy, bát sen này thì cực kỳ là chất lượng để cho anh em mình xài. Cái này được làm bằng đồng thau luôn, cái phần xoáy như này này. Đấy, được làm bằng đồng thau luôn nhá. Màu xám. Này gọi là nano xám. Bát sen rất to. Con này có chế độ mấy chế độ này. Đấy, 3 chế độ. Chắc chắn cực kỳ luôn anh em ạ. Cái này thương hiệu là Okazamachi. Đấy, dây cũng là dây chống rối này, chịu nhiệt này. Đó, thì cái này mình sẽ lắp vô đây cho em nhá. Lắp vô đây cho em này. Thì nó sẽ có một cái củ như vậy. Củ này thì cũng được làm bằng đồng thau luôn. Đồng thau luôn, và dòng này nó có nút chỉnh nhiệt, chỉnh nước hai bên. Đấy, giữa là tắt như vậy. Đấy, nó có núm này này anh em này. On off này.
Đấy, chỉnh nước lạnh này, chỉnh nước nóng này, các kiểu đó. Đấy, mọi người nhìn này, rất là chất lượng nhá. Ngoài ra thì cái phần này nó là phần nước xả nhá, nước xả xuống bên dưới này thì nó sẽ là dài hết như vậy này cho em. Nó dài hết ra. Con này cực kỳ là gọn gàng, đẹp và mang một cái phong cách rất là mới mẻ đến cho các bác dùng. Rồi, đây là những cái đầu lắc léo, đây em lắp mẫu ở đây cho anh em nhìn hết rồi này. Đấy, về chiếc bác chỉ bắt vô vào cho em hai cái đầu nước gen nước thôi là vừa. Gen nước thì cái gen nào cũng vừa nhá. Cái gen này toàn gen tiêu chuẩn rồi. Đó, còn cái này anh em lắp vô đây cho em. Đấy, xoáy vô đây cho em, có sẵn gioăng hết rồi nhá. Bao anh em dùng thoải mái, đầy đủ phụ kiện. Chỉ về việc dùng thôi. Đấy, nó sẽ như vậy. Nó sẽ như vậy. Và cái tay sen này các bác cài lên. Các bác cài lên là ok, cài trên treo tường có đế luôn. Đấy. Rồi em cho anh em xem cái mẫu rửa của nó nhá. Xem cái video test hàng này cho anh em mình coi. Cho anh em xem cái video test này. Đấy. Nước của nó xả cực kỳ là xịn sò luôn đấy mọi người. Đây dòng nước xả chậu nhá. Rồi mình điều chỉnh lên bên trên, xoáy ngược lại thì nó là cái tay sen để anh em dùng để tắm bên trên nhá. Đấy, tay sen. Và tay sen này các bác có thể chỉnh chế độ ở đây này. Chỉnh chế độ ở đây. Đó mọi người ạ. Đấy, hàng của nó bao chất như vậy. Hàng của nó bao chất như vậy. Rồi, ok anh chị nhé. Đó là cái video đã test cho anh em xem. Em báo giá luôn cho anh chị em mình cái bộ sen này. Đây là chọn bộ của bộ sen xám nhá, bộ sen xám. Giá em Thanh gửi đến cho anh em mình là 650.000 đồng. Đấy, 650k một bộ, anh chị nào lấy thì báo em Thanh nhá. Tiếp theo là một bộ nữa. Đấy, các bác nào thấy hợp nhãn với cái bộ nào thì mình có thể lựa chọn nhá. À, đây là một cái bộ sen. Đấy, bộ sen như kiểu những cái dòng phổ thông thông thường như vậy. Đấy, nó được làm bằng đồng. Đấy, bằng đồng và mạ một lớp chrome cực xịn luôn, sáng bóng. Đấy, sáng bóng như vậy. Dây của nó rất là dài và cái dòng cổ và tay của nó này. Tay này thì nó được làm bằng nhựa ABS và mạ một cái lớp chrome nhìn sáng như gương như này anh em nhé. Sáng như gương luôn. Đó. Mình cũng điều chỉnh luôn ở được ở đây này, mọi người này. Đấy, các chế độ anh em điều chỉnh ở đây. Đấy, em thao tác một tay đâm ra là nó hơi khó một chút. Thì cái này nó là dùng cái tay sen trên ấn xuống thì nó sẽ là một cái củ sen ở đây. À, một cái củ sen, một cái vòi nước xả ở đây này. Hàng này bao chất lượng cho anh em. Ở đây thì em sẽ lắp ráp sẵn rồi để lên cái mô hình để anh em có thể hình dung cho nó dễ. Đấy, hình dung cho nó dễ. Đó mọi người nhá. Bây giờ em sẽ cân luôn cho anh em một cái củ này, xem trọng lượng của nó được bao nhiêu nhá. Con củ này cực kỳ là làm tay luôn. Đấy, ngay từ những cái khớp nối các thứ này, trong này, xả này. Rồi em cân thử luôn cho anh em mình cái mẫu này. Các bác đợi em một chút, em sẽ điều chỉnh cái cân cho nó về kg. Con này chắc nó đâu đó nó phải khoảng tầm hơn 1 kg quá. Nguyên cái phần củ như này nó là 1 kg, 1 kg nhá mọi người. Đấy. 1 kg này, 1 cân 1 này. Anh em nhá, 1 cân 1 nhá. Đấy, nguyên cái củ này đó. Rồi. Ok anh chị em nhá, nó đầy đủ combo, đầy đủ phụ kiện cho các bác chỉ về việc lắp vô thôi. Đấy thì nó là như vậy nhá. Thân của nó đấy. Đế, đây là cái đế để anh em cài vô vào. Cài vô, đó, bắt lên tường ha. Tay sen. Rồi, em báo giá cho anh em củ sen trắng nhá. Củ sen trắng đầy đủ phụ kiện các thứ các bác về chỉ việc xài. Giá là 650.000 đồng. Đó thì em cũng hỗ trợ anh em phí ship luôn nhá. Em cân thử được là 1 cân 2 nhé mọi người nhá. 1 cân 2 tính theo kg này, 1 cân 2 một cái củ như này. Đấy, khá nặng luôn và chắc chắn cực kỳ luôn. Rồi
Ok anh chị nhá, một bộ vòi sen. À sorry anh em, một bộ vòi nóng lạnh rửa chậu. Đấy, đầy đủ phụ kiện các bác chỉ về việc lắp, giá là 450.000 đồng. Đấy, 450k. Anh chị nào lấy cái vòi này thì báo em Thanh nhá, vòi nóng lạnh. Đấy, đôi khi mùa đông ấy, rửa bát thì các bác phải chế thêm tí nước nóng vào nữa rửa cho nó đỡ lạnh các bác nhá. Hôm nay em về được cái vòi lavabo mẫu mới thời thượng nhất cho anh chị em mình này. Đấy. Con này thì để em đo cái chiều cao trước nhá. Đo chiều cao trước xem anh em thấy nó có phù hợp với cái lavabo của các bác không, hoặc là anh em làm nhà mới thì mình ngâm cứu luôn này. Cái này chiều cao lên là khoảng tầm 21 phân. Và nếu mà nó đua hẳn ra như vậy này thì nó đâu đó nó khoảng tầm 24 phân. Đấy là cái phần chiều cao nhá. Thì cái con này nó là dòng nóng lạnh và nó có hai giải nước luôn, hai giải nước. Một giải nước tạo bọt và chống cặn bẩn này các thứ này, và một cái vòi như vậy. Đấy. Ở đây anh em chuyển chế độ như này, ấn này, bằng nút ấn. Đấy, nhìn rất là xịn sò và được làm bằng đồng, mạ chrome. À sorry anh em, mạ này nó là dòng phun sơn tĩnh điện màu xám, chống xước, chống bám bẩn ở cái môi trường của Việt Nam mình rất là phù hợp. Đấy, mọi người nhìn nhá. Rất xịn sò luôn. Thì cái dòng này nó là dòng rút ra nhá. Anh em có thể rút ra được. Đấy, rút ra và mình lắp cái này vô này. Lắp cái này vô thì nó mình thả tay cái đầu rút ra thì nó sẽ kéo xuống. Đấy, nó kéo xuống anh em ạ. Còn đây là em có chưa lắp vô. Đấy, mình xoáy ốc, mình lắp vô vào đây thì nó nặng ở đây rồi, nó kéo xuống. Còn cái đầu cấp này anh em, đầu thường như này, mọi người sẽ cấp vô đây cho anh em này. Đấy, cấp vô ra. Và đây nó sẽ có hai đầu sẵn nóng và lạnh như này. Thì kèm theo cho anh em là một dây, bộ dây cấp như này, mới tinh tình tình luôn. Đấy. Ở đây thì sẽ có một cái cảm biến nữa nhá, cảm biến nước ở đây này. Đấy, cảm biến nước thì nó sẽ xuất hiện ở trên màn hình điện tử ở đây. Đấy. Rồi, ok, cái này mình sẽ xoáy qua xoáy lại được. Đấy, lắp vào bồn lavabo chậu rửa mặt của các bác đỉnh cao luôn. Gạt qua gạt lại, nóng lạnh ở đây. Đấy, một bộ như vậy, một bộ nó như vậy. Chất liệu của nó là được làm bằng đồng anh em nhá. Đấy, chất liệu của nó là được làm bằng đồng. Đấy, và có thêm một cái lớp nhựa bên trong này nữa này. Đấy, để nó rút cái dây này nó êm đềm hơn. Rồi, ok anh em nhá, một bộ này rất là xịn như vậy. Anh em ngâm cứu xem nó có lắp đặt trong gia đình nhà mình phù hợp thì mình xài cái con này. Đấy, thay đổi nút này, thay đổi chế độ ở nút ở đây. Đó, thay đổi nút chế độ ở đây. Để em cầm lên cho anh em mình xem nhá. Đấy, thì một bộ của nó như vậy. Đó, mình có thể xoay qua xoay lại được, xoay ra giữa như vậy. Đó, mọi người thấy không? Giá cho một cái bộ vòi lavabo có màn hình điện tử như này, giá cho em nó là 1.100.000 đồng nhá. Đấy, gọi cho là 1.1 triệu đi. 1.1 triệu một cái. Đây, nó quay về bên này. Đó. 1.1 triệu, anh chị nào cần cái bộ này báo em nhá. Mã cuối cùng đây này, mọi người này, cái mã cuối cùng cho cái dòng thiết bị vệ sinh á, thì em có cho anh em mình một cái củ này, cái vòi rửa chậu lavabo. Con này thì siêu chất lượng rồi. Đấy, siêu chất lượng rồi. Con này phủ lớp nano xám nha. Có cấp nóng lạnh. Đấy, Made in Japan luôn. Thân to, chắc chắn. Xoay qua xoay lại. Đó, khi mà cái bồn lavabo của các bác nó có thể chiếm diện tích anh em gạt qua rất sát tường như này. Đấy. Và anh em lúc dùng gạt qua và gạt lẫy thôi. Gạt lẫy. Đấy, nóng và lạnh và nước ấm, mùa đông rửa mặt cực kỳ là sướng luôn. Đôi khi là các bác phải rửa mặt bằng nước ấm thì nó mới tốt cho da chẳng hạn đấy. Đấy, ở đây có hai đường cấp nóng lạnh. Và vòi này cực kỳ là xịn nhá. Rồi, em cân thử luôn cho anh em cái mẫu này để anh em áng chừng luôn này. À, cái này chiều cao của nó là được gần 20 phân nhá. Gần 20 phân. Đây anh em có thể nhìn này. Đấy, gần được 20 phân.
thì em đang đo từ cái mặt mặt ấy lên 19 năm, từ cái mặt trên này xuống cái chậu lavabo của các bác là 19 năm. Đấy, 19 năm. Và trọng lượng của con này siêu nặng này. Đây, mọi người nghe, không gõ được luôn. Em cân thử luôn cho các bác xem cái dòng này. Nặng dã man luôn các bác ạ. Đây, 1,6 kg nhá. 1,6 kg luôn. Đấy, rất nặng. Nó đầy đủ phụ kiện các bác nhá, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình xài. Em báo giá luôn cho anh em nhá. Một bộ vòi lavabo đầy đủ phụ kiện như này, giá là 550.000 đồng, em bao ship cho anh chị em luôn. Đây các bác nhìn này, hàng nó làm cực kỳ là xịn luôn, công nhận cũng chất lượng thật sự. Đó, mọi người nhìn này. 1,6 kg mà, 1,6 kg mà. Hè đến rồi, anh em uống nước rất là nhiều đấy, nhưng mà mình cũng có thể bổ sung thêm một chút cái dòng vitamin đấy. Thì em lên cho anh em cái máy vắt cam nha mọi người nhé. Thế cái này thì con này nó đến từ thương hiệu là Langli Bang ấy. Hàng này thì nó là đến từ Đức nhá, đây em có chưa thấy chữ Made in Germany. Đó, cái này nắp nhựa và khung các thứ đây. Máy móc của nó còn ngon lành luôn, bao cho anh em hoạt động bình thường xịn sò đấy. Và có cái cối này, cái cối này thì nó được làm bằng nhựa meca trong, dung tích cái cối này thì nó có thể đựng lên tới 1,2 lít được đấy. Các bác có thể vắt cam bằng cái máy này rất là tiện lợi nhá. Con này hay một cái là nó sẽ sử dụng điện áp của nó là điện áp 220 cho đến 240V, công suất con này nó là 40W lận. Đấy, công suất con này nó là 40W lận. Đấy, và mình vắt ra ấy, thì mình có thể, đây cái này mình cài lẫy nhá. Cài lẫy vào, có lẫy đó. Mình vắt cam thì mình dùng xong mình có thể xoáy cái này ra. Mình đổ ra ly. Đây này, xoáy ra, nó có cái lẫy đây này các bác nhé. Và mình cầm mình đổ ra ly. Xong đâu đó anh em cầm cái này mang đi rửa, cái củ này không cần phải mang đi rửa nữa. Đấy, rất tiện lợi. Đấy, cho cái dòng máy vắt cam như này. Con này bao ngon nhé các bác nhá. Thì cái con này nó là 1,2 lít cơ, nên là nó xay được rất là nhiều và nó con này cũng rất là khỏe này. Có hai đầu để anh em mình thay thế nhá. Đấy, một cái đầu nhỏ này. À, cái này nó không phải là ấy đâu mọi người. Cái này hình như là nó lắp vào đâu cho nhỉ? Em phải đi tìm hiểu thêm đây này. Cái này nó là cho thêm mà hay như nào ấy. À đây đây, cái này nó đưa thêm vào đây này anh em nhá. Đấy, đưa thêm vào đây này, nó vừa cái đấy này, này thì anh em chỉ cần đưa cái quả cam này vắt là được. Đấy, tự động nó xoay. À, con này khỏe lắm nha mọi người, để em cắm điện thử cho anh em luôn. Đấy, một con như này to cao đẹp dai đó, mọi người chỉ cần cắm điện vô thôi là đưa quả cam xuống này và nó xoáy này. Đấy, đấy em giữ này cực chặt luôn. Đấy, cực chặt luôn, xoáy tay luôn các bạn. Đấy, và cũng có thể đảo ngược lại này. Đó, mọi người thấy không, rất là ok luôn. Đấy, nó lại xoay ngược lại rồi, nó lại xoay ngược lại luôn rồi. Một con như này đấy, giá chỉ có 320.000 một chiếc thôi, 320.000 một máy vắt cam anh em nhé. Của nó là Langli Bang anh em nhé, Langli Bang.